Xin chào các bạn, tiếp tục series các món ăn về giảm cân và tăng cơ của bếp Son thì hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một món ăn rất chi là hấp dẫn, rất chi là mới lạ. Đó là món lườn gà cuộn măng tây. Nguyên liệu của món ăn này thì mình sẽ dùng hai nguyên liệu rất là đơn giản, đấy là lườn gà và măng tây. Chúng mình hãy cùng nhau khám phá món ăn này xem có thú vị và hấp dẫn, dễ ăn không mọi người nhé. Đầu tiên là lườn gà này. Lườn gà thì mình sẽ thái cho nó ngang cái thớ ra. Đây mọi người có thể lật lại để xem cái thớ của cái miếng lườn này đâu. Cắt miếng mỏng. Nếu mà mình cắt nó được ngang thớ thế này thì khi mình ăn nó sẽ rất là mềm, không bị khô. Tiếp đến là mình sẽ ướp ức gà nhé, ướp với cả một chút muối này, một chút hạt tiêu. Mình để nó ngấm khoảng chừng 15 phút thì mình sẽ mang ra mình cuốn cùng với măng tây. Sau khi mình đã ướp lườn gà xong thì mình sẽ cuốn với măng tây để mang đi hấp nhé. Bắt đầu là mình sẽ cuốn thịt gà vào với măng tây này. Thì mình sẽ cố định ở gốc trước. Mình cuốn dần từ gốc cuốn lên. Có thể dùng hai miếng để cho nó kín cái miếng măng tây. Rồi, đó thì mình sẽ đặt vào đĩa. Và mình sẽ làm lần lượt như vậy cho đến hết cái phần lườn gà và măng tây nhé. Rồi bây giờ mình đã cuốn xong và mình sẽ đi đặt các bạn lên sừng hấp nhé. Mình cho thêm một chút măng tây vào đây nữa. Ăn măng tây rất là tốt và lại cực kỳ là ít calo. Cho thêm vào đây mình để hấp, mình ăn cùng luôn. Cái măng tây và cái thịt gà này mình hấp khá là nhanh, mất khoảng chừng 3 đến 5 phút. Sau khi mình hấp khoảng 3 phút thì thịt lườn gà và măng tây của mình đã chín. Mình sẽ gắp ra đĩa nhé. Cái món này thì mình có thể là chấm với xì dầu này, chấm với mù tạt. Sau đó thì mình sẽ cho lên trên này một chút hạt tiêu nhé. Rồi, chúng mình đã hoàn thành xong món ăn này và mình có thể dùng nó với xì dầu này, với mù tạt này, với sốt vừng đều rất là ngon. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong món lườn gà cuộn măng tây. Đây là một món ăn rất chi là dễ ăn. Cái phần thịt lườn gà của mình nó rất là mềm và nó ngấm gia vị. Bên cạnh đó thì lườn gà lại rất là giàu protein, cực kỳ ít chất béo và măng tây cũng vậy. Mình hy vọng là các bạn sẽ làm cái món này một cách rất là dễ dàng. Nếu như còn thắc mắc gì về món ăn này thì mọi người có thể comment ở dưới để mình giải đáp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.